Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với channel của mình nha. Mình là chơi game bên đây các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ tục chơi tựa game Terraria các bạn. Phiên bản 1.4.3 tên mobile ha. Đây, mấy mình đang đứng ngay ok. Trong tập trước thì mình chung mình đi qua gượng ha các bạn. Đu đa đu đỡn ở bên gượng á. Chung mình qua mình tìm đồ ha, mở mấy cái cương IV chest lấy đồ đồ. Nhưng mà đánh boss Winby ha các bạn. Nhưng mà cái đó thì mình cũng giới thiệu cho bạn coi tập trước ha, cái này nè, cái khu mà trồng mấy cây thảo dược với hoa lá hẹ của mình đây nè. Này mình cho bạn coi tập trước mình khám phá được bao nhiêu ở bên bên gừng ha các bạn. Rồi, gừng rồi. À đây. Nè, nói chung mình cũng khám phá khá là nhiều ở bên gừng đó các bạn. Đánh được hai con boss Winby ha. Nói chung bên gừng nó có khá nhiều cái đường gây nó dài hòn lòn luôn. Quá thiệt chứ. Rồi cuối cùng mình cũng đã tìm được cái đền golem ha, tìm được cái đền golem xong mình đi về luôn mọi người. Chùa lấy tìm miếng đồ ha các bạn. Đó, nó có hai tổ ong, đánh hết hai tổ luôn ha. Chùa một chuyến qua gừng nói chung cũng lượm được nhiều đồ á. Đó. Cái đền golem nó nằm dưới đây nè các bạn. Chứ mà trong lúc không quay mình rảnh mình nghịch nữa các bạn coi nè. Thấy không? Mình rảnh lên tìm được cái đảo tinh tời không? Mình lên tới mình đào ngu đào cái nước nó chảy xuống nè các bạn thấy không? Đó, đây là đảo đảo nước không các bạn, không có cái phòng đâu, cái phòng tên tờ đâu. Đó, đảo ngu xong cái nước chảy này một dũng nước luôn à. Nước mênh mông tàn lan đại hải đúng không? Mà lát mình sẽ cho qua đó cho bạn coi nước. Trời ơi, lỡ chi ngủ cái nước nó chảy từ từ chảy xuống quá chừng nước luôn. Chứ đây trong lúc gạch gỏi không có quay mình có vô mình xây nhà cho NPC các bạn, xây thêm ha chứ hết nhà cho NPC xây dự phòng các bạn, xây thêm 1 2 3 4 5 5 phòng nữa cho NPC đỡ các bạn. Nói chung là cái nhà này mình xây theo kiểu medieval các bạn, kiểu cổ điển ha. Nói chung là cái kiểu nhà này mình hay xây tông bên Minecraft nè. Cái mình đem qua đây mình xây ứng dụng 2D ha. Từ 3D đem sang 2D luôn ha các bạn. Đó thấy không? Mái nhà cũng như là cái này, nói chung là không có xây kiểu medieval nó rõ ràng lắm nhưng mà cũng giống giống thôi. Cũng phát họa lên giống giống medieval ha các bạn. Nói chung là 5 phòng cho NPC nó ở thoải mái luôn ha. Cũng rộng rãi đó, tan tí đồ đã hết rất là đầy đủ luôn nha. Ngon lành luôn rồi. Với sau này cái gì mình quay sau ơi. Trời ơi đâu đang nói cái bấm lộn bay về luôn rồi. Mình bấm lộn cái gương mà đang để vô cái slot gương bấm lộn cái gương bay về luôn. Sẵn bấm lộn bay về qua cho bạn coi cái dũng nước nè. Rồi nước nhiều lắm rồi, tàn giang đại hải luôn đó. Mình thấy không? Trời ơi nước nó nhiều xỉu. Chung là còn nhiều lắm mà tại mình dọn bớt nước rồi đó, mình múc bớt nước rồi đó. Còn dũng nước đây nè. Nói chung là dũng nước này mình cũng biết làm gì nữa. Hình chưa có ra nảy ra cái ý định gì hết, nói chung là cứ để đi, dùng nước có thể làm được nhiều thứ đó. Để xây đồ tùm lum các bạn. Nhưng mà bấm lộn qua để mình chạy qua là cái nhà bên nãy bên kia ha, cái mình đang nói thì mình bấm lộn cái gương cái nó biến về luôn rồi, quả thiệt. Thôi chạy qua bạn để xíu nha, nói chung là mình xây nhiều luôn ha các bạn. Có thấy cái ngôi làng mình nó rộng rãi không, cái làng mình nó thật là đồ sộ luôn. Xây quá trình xây luôn. Chung là mấy NPC nó sướng à, mình toàn xây nhà đẹp cho nó ở không đó, ở thoải mái luôn, đầy đủ tiện nghi luôn các bạn. Chung là mấy NPC nào mà về làng mình ở là bao sướng luôn á. Chung thì sau khi quay nó bạn coi nè, nhà thì this housing is suitable hotel ha. Chung là ở thoải mái ha các bạn. Chung là mình xây cái đống luôn nè, khi nào mình quay xong series Terraria này á, mình để lại cái thế giới cho bạn nằm, các bạn hãy tải về ha, bạn nào muốn vô tham quan hoặc là vô chơi gì đó cũng được. Mình gắn xây nhiều ha, rồi mình mốt mình tải cái quốc mình lên cho các bạn tải về ha. Tải về cài là quốc thôi đó, hay ok vậy ha. Cái mái nhà mình tống không biết là gì, mình teo mấy mình để mấy cái tơ nhện cho nó bớt tống các bạn. Nói chung là vậy đó, nói chung mình xây cũng chưa thấy NPC nào tới ha, kể đi. Giờ tập này mình sẽ quyết định là mình sẽ xuống dưới địa ngục ha các bạn, xuống địa ngục tìm đồ. Cái kiểu bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một số món đồ để mà lát mình đi xuống địa ngục các bạn. Trước tiên thì mình lấy cái chìa khóa cái này, cái chìa khóa shadow key các bạn, để lát mình xuống mở mấy cái gương shadow chest ha. Nói chung mình muốn mở mấy gương shadow chest là để chỉ là tìm mấy cây cung của bạn, cây heo viên bầu chung, cái đó cũng rất là ok ha, lá sổ mình rất là cần nó. Mình nghĩ là cần đem một số lọ hút như là water walking poison này. Đi một lọ đỡ đi, hút chạy nhanh không cần đâu.
gì nữa không ta? Không không này em cần hút đào nhanh cũng cần nè, hút obsidian skin potion luôn. Nói chung là mình không có cần nhiều như vậy đâu, mình nói chung đem cho có lẽ chứ mình không có cần nhiều ha. Đem hút đào nhanh đi đào cho lẹ bạn, chứ mình đào hơi bị chậm, hơi bị tốn thời gian ha. Chung là cái hút obsidian skin chế cũng rất là dễ nha các bạn, chế từ mấy cây water leaf ở bên sa mạc, các bạn đi qua sa mạc bạn thấy nó rất là nhiều ha. Và mấy cái cây file blossom ở dưới địa ngục nữa các bạn, các bạn xuống dưới cũng thấy nó rất là nhiều, nó mọc rất nhiều dưới địa ngục, các bạn thể đem về ha. Và nó cần obsidian các bạn, chung nó cần ba lọ nguyên liệu ha, chung là hút nó cũng dễ chế lắm. Và bạn hãy lượm được mấy cái lọ hút ở trong mấy cái gương cũng có rất là nhiều ha. Và nói chung thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới địa ngục bạn ơi, không nói nhiều nữa. Nói chung thì mình tạo một cái thế giới mới được, mình nói chung là cũng khá là sâu ha các bạn, đây đi xuống dưới cũng hơi bị xa luôn á, nói chung là chậm rãi thôi mà gấp gáp gì. Tới rồi này, tới vô nhà mà sắp tới địa ngục nè các bạn, đợi xíu nè. Ui, ủa what, ủa what the fuck, ủa ủa hey, hello mọi người, mình mới tới lại quái đàn thì chứ. Chắc do nước đâu nó chảy từ trên chảy xuống cái nó kết hợp với nó đụng với dung nham nó tạo ra obsidian đó các bạn, không hay ha, đạp cái chết queo luôn. Nói chung là bạn muốn gơi nhanh thì bạn bấm cái slam nè, nó gơi rất lẹ các bạn đó, bạn thấy tốc độ gơi nhanh không, nãy mình đã dọn cái cục ra bạn cho nên giờ không chết đâu. Nè cái mộ mình đó kìa, quái đạn chứ, rồi đã tới đi ngồi qua đây bạn ơi nhé. Đó mới xuống mình đạp cái dính cây file blossom kìa, không mình nói rồi, nói chung là dưới đây thì bạn pha lùm xùm rất nhiều, có mấy cây nó chưa có lớn nhỉ? Bạn có thể lấy được hai đó, cho nó mọc rất là nhiều mấy cây pha lùm xùm chưa lớn thì nó nhỏ nhỏ, nó như nó nhỏ nhỏ đó các bạn, lớn thì nhìn nó nổi hơn ha, nó rực lửa rồi đó, các bạn hay pha lùm xùm nãy không đem chặt quá chừng luôn, nó mọc rất là nhiều ha. Nói chung là nó bự lên thì bạn dễ thấy hơn, mà nhỏ nhỏ thì cũng khó thấy lắm. Nói chung là bây giờ bắt đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu đào Hellstone các bạn ơi. Nói chung là mình cần xuống dưới địa ngục này để tìm và đào Hellstone là đá địa ngục nè, lấy cái lò Hellforge về để mà nung nè, và đi mở mấy cái Shadow Chest nè, để kiếm mấy cây cây cung Hellwing Bow các bạn, và mình cần tìm thêm cái con gói nữa, cái con gói cái thằng vui đó các bạn, cái mà tìm hồi con Wall of Flesh ha. Giờ là mình phải cần đánh mấy con Demon đó bạn ơi. Chung dưới mình xuống đây mình sẽ có 5 nội dung chính để mà hoàn thành ha. Nhé, mấy quỷ slam này. Chứ bây giờ đầu tiên mình sẽ bắt đầu đi đào Hearthstone tới đi các bạn, thì Hearthstone nó rất là nhiều ngay trước mắt mình luôn, cho nên mình sẽ bắt đầu uống hút Obsidian Skin vô và thoải mái xuống đây đào các bạn. Nói chung là có hút Obsidian Skin là ba thoải mái luôn rồi. Bạn nào mà không có hút thì bạn hay đào mấy cái Hearthstone này, tên mặt ha, nó cũng có nên mà ít. Chỉ là nó dưới mấy cái dung nham này thì nhiều các bạn. Uống hút vô thì đào rất là nhanh. Một lớp hút thì cỡ 5 5 phút mấy gì đó. 5 6 phút gì đó các bạn. Nói chung là một lọ thôi chúng ta có thể đào được. Nói chung là mình cũng không có cần đào Hearthstone này nhiều đâu, vì mình chơi lá sổ mà, Hearthstone này chủ yếu là dành cho lá chiến binh nha các bạn. Các bạn làm full bộ giáp Hearthstone này á là cái defense bạn lên rất là nhiều nha, rất là tâu luôn, rất là nhiều defense luôn á. Nói chung là mình có bộ giáp của lá sổ mà này cũng không cần lắm. Nói chung là mình làm cũng được, tại vì làm cho tâu mình bán cũng được, nhưng mà thôi kệ, có giáp này khỏi làm đi là biến lắm. Đào xương xương để mà mình làm cái cây cung Mountain các bạn. Mountain Bow với mà gì quên rồi ta, làm mà mình nâng cấp cái súng mình lên nữa, cái súng handgun đó các bạn, cái súng mình đang xài đó, súng lục á, súng con đó các bạn, súng con. Nói chung là giờ mình sẽ bắt đầu đào Hearthstone ha các bạn, và mình mong là mở mấy cái Shadow Chest đó, thì sẽ dính được mấy cây cung. Chung trong cái Shadow Chest đó thì chung như có cây cung của mình là dành cho mình chứ không còn đồ chỉ tơ, mấy cái kia là phép chứ mà cho nó chân binh các bạn, cái chọt chọt với mấy cái đồ phép, rồi đồ phép nhiều lắm mà có cái chuột này nó bắn mình khó chịu thế nhờ. Ôi ghén rồi thì nói đi cưng, chuột này ghén chưa mày, ghén chưa mày, ghén chưa à, quên nữa, bạn nào coi tới đây thì cho mình hỏi series sau, nếu mà mình chơi mình nói chung cũng sắp rồi đó, mình sắp làm series Calamity Mod rồi đó, bạn nào muốn mình chơi class gì thì các bạn cứ comment bên dưới để mà mình biết ha. Nói chung là mình nghĩ chơi pháp sư chắc là vui lắm, pháp sư đa sắc sắc màu phép, pháp sư gì đó, pháp sư sở hữu gì đó. Nói chung là Calamity thì nó chắc chắn là nó rất là nhiều món vũ khí rồi đồ đạc đồ tùm lum, nó cả đống nó nhiều lắm, nó nhiều lắm, rất là nhiều luôn, cho nên là rất là nhiều thứ để chúng ta mà vui vẻ.
Với lại cái thế giới mình đang chơi này nè, ghép mình xây nhiều nhiều ha, nói rồi. Xây nhiều nhiều đi, rồi mốt khi nào mình quay xong series này mình tải cái quốc mình lên nè, bạn nào muốn muốn vô tham quan thử, vô quẩy quẩy đi vòng 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 khám phá đồ thì bạn thấy vô ha. Nghe. Chung mình khoái xây lắm bạn. Nghĩ sao? Ngộ ha. Qua game nào mình cũng khoái xây tới. Chứ mình bắt đầu từ Minecraft các bạn, khoái xây bên Minecraft. Chơi game nào mình cũng khoái xây. Ai. Nói chung là trong cái lúc mà đào Hearthstone này nó quá là nhàn để là mình kiếm chuyện mà mình nói đó. Nói chung là đào bây giờ thì nói chung là cũng hơi bị nhiều nhưng mà mình không biết bao nhiêu đủ cho nên là đào cứ đào đã đi. Cái mình muốn làm cái Hearthstone 3 là mình phải cần thêm Obsidian nữa ha, mình phải đào Obsidian nữa. Cần cái đá địa ngục này nhưng mà Obsidian kết hợp lại các bạn. Cần cái lò Hellfort để nung mà nung ra ha. Chúng mình tập hôm nay mình đã tóm tắt hết nội dung rồi. Sẽ làm hoàn thành như đây. Tập sau thì mình định ngon chung tập sau thì các bạn biết. Nói chung là mình tính toán hết cả rồi bạn ơi. Tập gì làm gì mình đã tính hết rồi. Nên giờ mình chung là tập trung mình đào Hearthstone đi rồi mình dọt về ha. Nhưng mà cái nhà của mình á, cái nhà lá của mình, nhà cây với lá của mình để đồ mấy cái lò với mấy cái đe bạn chế tạo đồ nó đầy nhà tao này, chắc lát mình rảnh rảnh á, lát mà nhiều đồ quá hết chỗ để mình xây thêm cái nhà cho mình các bạn, mình xây cho mình chứ phải xây cho NPC nha, xây cho mình để mà mình để mấy cái gì cái đồ đó hết, cái đồ chế tạo vô á, như là cái lò cái đe sắt rồi đó bạn, không phải đe sắt mà mốt cái nâng cấp lên nữa. Lát mình còn đào cái lò Hellfort gì nữa, cái lò địa ngục á, để vô nữa. Cái nhà mình này nó hết không gian, để toàn để ngoài lung tung ngoài, còn để nó rất là nhìn lộn xộn. Cho nên lát mình rảnh rảnh mình sẽ xây một cái căn nhà cho mình, cái nhà cũng chung cũng vừa vừa thôi. Ở trên cái mặt nước mình nghĩ là vậy, cái mặt nước mà mình nói đầu tập á, cái mặt nước mà mình chơi ngu nghịch 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 ngu trong lúc không quay á, mình lên mình đập cái đám đám mây tởn cái nước nó chảy xuống y xèo tởn. Nói chung là thôi lát thì tính giờ mình tập trung vô vấn đề chính ha. Chung mình vô mấy lâu đài này sẽ có gương nhiều nè các bạn. Mấy quỷ giờ khác chơi coi. Tính ra cho nhà du lịch đi coi. Nói chung là cái hút water walking các bạn. Hút đi trên mặt nước đó, nó có thể đi trên mặt dung nham cũng được ha. Nói chung là đi trên mặt chất lỏng đó các bạn, nói chung là rất hợp lý nha. Bạn nào không có skin thì hay uống hút đó cũng đủ rồi. Các bạn đi trên mấy cái dung nham này rất là thoải mái. Nếu mà không có hố kỳ bạn cũng rất là thoải mái luôn, tại vì các bạn thấy bay ha, nói chung là mình có hai cái lọ bay với mà một đôi giày chứ còn mình đi rất là xa cho nên không có sợ mấy cái nhu nha này đâu. Chứ còn đi cái việc đi lại với đây nó hơi bị khó khăn xíu ha, mà không có gì mà cản bước được mình. Ây da, quái mà hiền quái ở đây khá là đông ha, chứ là mình tìm cái con demon mà cái trường nó gấp cái con gói ha bạn, mình mới đập cái lò hay phót vậy. Mình đó còn cái lò hay phót đó kia các bạn, bạn xuống đây bạn nhớ đem cái lò nó về, cái lò đó mới nung ra được mấy cái headstone headstone 3 với mà mấy cái lò đó mốt các bạn phải qua Hackmore, bạn có adamantite hay là titanium gì đó bạn nâng lên cái lò adamantite titanium nữa mới tiếp tục lên lên nữa. Chưa phải nâng cấp á, chung giờ đào một cái tối đi hàng mốt mình nhảy xuống đào hiệp cũng được, chung một cái nữa tại mình thích đào nhiều nhưng để cho nó để cho chật nhà chơi chơi vui chứ không có gì cả. Quái đạn đây con demon kìa, mà mấy con demon này chân nó không có gấp cái con gót này bạn, hay nãy giờ mình vừa đi mà mình nói hơi bị nhiều, với lại mình đang vừa đi vừa chôm đồ để hất ở dưới địa ngục, biết bạn biết chôm chi không, lát mình xây nhà cho mình đó. Ở đây có cái shadow chest này. Cái shadow chest đầu tiên nè các bạn, mở luôn đây, cắm đuốc cho sáng lên cho bạn nhìn rõ nè, rồi chuẩn bị mở gương nào, cái gương đầu tiên nè, shadow chest đầu tiên búp như vậy đấy. Ủa gì lạ dữ trời, mới thấy. Ồ có cái Demonic Hellcat này. Teaser Magnet này. Nói chung là nó nói là có thể đeo như một món trang sức. Nó tăng cái khả năng mà lượm đồ của mình lên. Ồ. Chung mày thấy đây là một phụ kiện Sida phải nồi. Phải đạn Sida, thôi lấy luôn. Đập cái gương vậy luôn các bạn, chôm gương luôn. Nói chung là một cái chìa khóa shadow key á thì bạn hãy mở bao nhiêu cái shadow chest cũng được ha, nó không có bị mất như là cái chìa khóa vàng. Không có mấy thuốc sàn sàn mình nó uống vô cho nó đỡ cái gương mình các bạn. Chứ mình đi xuống đây mình lượm đồ mà cái ba lô mình nó hơi bị đầy. Phải thì chứ mình không bất cất cất bất đồ nhẹ đi mình xuống đây ta. Mấy con đó mình làm biến đánh cho nên mình sẽ kệ nha các bạn.
mình bước qua đời nhau đi ha. Dưới đây có mấy con bướm nè các bạn, có mấy con bướm với con ốc nó đang bò bò kìa. Mình không biết như cái giờ mình phải nâng cấp mới bắt được kìa. Đây mới có file lùm xùm nè, phải không? Nói chung là mình nói rồi, nó có nhiều mấy cái file lùm xùm này. Có con bướm này đang tính bắt, bướm này đẹp quá, bắt về chân đẹp này mình coi bắt được nha. Mình nghi lắm, mình nghĩ là bắt không được lắm, tại vì mấy con dưới địa ngục này á thì bạn phải nâng cấp cái giọt lên, cái giọt lửa mới bắt được, giọt xịn mới bắt được mấy con này, để bắt thử nha. Vì bạn dùng cái giọt này nó bắt nè, bắt thử được không? À không được bạn. Đó các bạn bắt á, các bạn sẽ bị cháy nha. Tại vì mấy con dưới đây nó nóng lắm. Đây cho có mấy con bướm với con ốc sên rồi nè. Bạn phải dùng Hearthstone 3 để kết hợp với cái giọt đó mới nâng cấp được cái giọt xịn ha. Mới bắt được mấy con này chứ mấy con này nó da như đĩa vậy. Không phải nó da đâu mà tại nó nóng á. Đụng vô phỏng tay mọi người ơi, hàng nóng. Ôi. Bấm lộn rồi, nói chung là phải bấm lộn làm về có chủ đích hết tên đấy. Về cất mất đồ bạn ơi. Quá chừng đồ đi. Nói chung là về cất đồ với bạn thấy không? Nãy mình đi tới cái tòa lâu đài nó có mấy cục đá nó đỏ đỏ này, hơi đỏ đỏ. Phải nên cất đồ vô gương đi hết tên các bạn. Mình lượm được nhiều cất vô đó hết lát mình về vì sao ha. Chứ mình về mình làm cái đầu Obsidian các bạn. Mà mình nãy thấy mình tới cái lâu đài mà đá đỏ đỏ rồi. Nói chung là đi tên đó sẽ bị cháy đó các bạn, không có thuốc mà đi bị cháy. Chung về mình làm cái ô map đổ hết thuốc cái gì. Tập phát. Đây mình làm cái Obsidian School nè. Khi mà đi tên mấy cái block lửa thì mình sẽ không bị cháy và không bị đốt máu các bạn. Nói chung là ok đó. Nãy mình đi mình quên làm, giờ mình mới nhớ cái mình nhảy về mình làm nè các bạn. Trời ơi. Rồi cất vô đi. Obsidian có 70 cục rồi. Mốt bắt đầu thêm các bạn. Như lại sẵn về vừa làm cái này, cái Obsidian School này với là mà cất bớt mấy cái đồ mình nãy mình lấy luôn cho nó tống bớt gương ha các bạn. Chung lấy nhiều mình cất vô gương nó bớt, lát mình xử lý sao ha các bạn. Chung là bỏ vô đó hết đi ha. Rồi giùm hai vô cái cho mày hai vô cái móng cào đi ha. Mình xuống dưới đâu cần cào gì đâu. Rồi vậy là mày không sợ đi tên mấy block trái nữa rồi, nó không sợ nó đốt nữa rồi. Về giờ mình sẽ cơm bắt lại bạn ơi. Xuống đó bạn thấy không, bật con xe ram bên là xuống bao lẹ luôn các bạn. Ây vô mình đã cơm bắt xuống tới địa ngục nè các bạn. Đây như mình nói cái lâu đài nè, cái lâu đài này cái đá nó cái gạch nó là gạch nhịt đốt lửa các bạn, nó hơi bị nóng á nên phải làm cái đầu Obsidian School này nè để mà xuống đây nó không bị đốt các bạn. Cho giờ mình đi thoải mái rồi nó, mình đi vừa đi vừa đi vừa chôm đồ nó hất nữa. Mà nói chung là mình vừa đi vừa chôm đồ nó hất này nó hơi lâu ha. Lâu thiệt, thôi kệ, chôm đi lát mình xây nhà. Nói chung mình khoái xây nhà lắm. Em nói hoài tài chỉ tay hồi bớt nó lại mới được thôi. Chung là mình tạo cái thế giới medium này thì nói chung là cái địa ngục này nó hơi bị rộng lớn luôn á. Nói chung là nó bằng cái độ dài trên mặt đất của mình luôn. Nói chung là đi, nói chung là muốn đi hết cái địa ngục này cũng lâu à, tầm hơn nửa tiếng tới 1 tiếng á. Nói chung là mình đi với tốc độ này hơi chậm, mình vừa đêm vừa lút đồ mà. Ơi có cái gương sao chết trên này các bạn mở luôn. Mấy con dê nó gượt mình như idol tại gán rồi thì nói đi cương mày gán mày, mày gán mày ra đây. Quỷ kia lên xuống đây coi. À nó chỉ xuống mà nó bị ngu tới này. Thôi kệ nó, mình sẽ mở gương ha. Cái gương sao chết thứ hai. Mở gì đây? Trời ơi cái magic flower of fire nè. Cái bông hoa của lửa ha. Đây là món đồ phép mà mình không có dính líu gì, nói chung là mình đem về cho cất vô gương cho nó sơm tụ hồi chứ mình cũng không có cần chi. Mình mai bạn coi mana mình có 10 cái 10 20 gì 20 gì. Như cái 20 mana rồi chơi phép gì, mình chơi xã hữu mà. Xã hữu rồi ủa xã hữu cung hữu, chung là xã hữu cung hữu mình cũng biết cái giống nhau nữa, chắc giống cung hữu. Nói chung là xài cung không à, xã hữu thì chắc xài súng mà. Mình nghĩ là nên ghép hai cái lại cung hữu xã hữu mà cũng không biết. Ủa ngộ ha, thôi kệ. Nói chung là mình giờ mới sẽ ra đi chùm đồ nữa hết cho mà đi lượm mấy cái sandal chest các bạn. Hellstone này nãy mình đã đào, mình nghĩ là cũng rất là đủ rồi, không có cần nhiều đâu bạn ơi. Đào cho xương xương thôi, đào nhiều quá nó lố lan á, đào nhiều quá là nó ô về. Ô đây có cái lò hay phót nè, nói chung là cái lò hay phót ở dưới đây có nhiều đó, nó cũng có cái nè. Nói chung là lò hay phót là nhiều, bạn xuống đây mà thấy nó nhiều lắm, bạn nào muốn chôm về thì chôm. Nói chung là dưới đây cũng có ai ta. Con dĩ chuột bám ngoài trời. Nói chung là bây giờ mình sẽ gán khám phá lẹ lẹ cái địa ngục này ha các bạn. Nói chung là tốn thời gian. Ủa các bạn coi kìa, mấy cây file lùm xùm mọc quá trời mọc các bạn ơi. Đó bạn thấy không, mọc lên láng luôn mà nó còn nhỏ à. Nói chung là còn nhỏ nó cũng như lớn à, không sao. Chứ cái địa ngục này chung là bạn biết rồi, nó rất là rộng lớn cho nên mình sẽ tu nhanh công đoạn nha. Hẹn lại bạn sau nha, bye bye.
phải thì công đoạn mà khám phá địa ngục mình nó cũng hơi bị dài, lâu lâu dài, nói chung là dài vãi, nên chung mà tua nhanh cũng bớt ra bạn, chứ bạn coi video gốc thì nó rất là dài luôn á. À, trong cho bạn coi nè, đó nói chung là mình khám phá hết nha bạn, từ từ đầu map tới cuối map khám phá hết cái địa ngục rồi đó đó, mà mình chơi tới 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 dưới hạn map rồi đó. Chung là mình đem map bây giờ mà mình khám phá vậy, mình tạo cái map rộng nhất cái khám phá chứ tiêu luôn lâu lắm. Chung là mấy cái đồ mình kiếm được mình đã cất vô hết cái gương ở trong đây nè các bạn. Đó đầy gương luôn, mà đầy gương cũng chưa đủ cất hết nè, mình còn để bên cái gương mình nha. Quá chừng đồ luôn bạn, nguyên gương này cất không đủ đồ luôn đó, quá chừng đồ luôn phải không? Rồi nhiều đồ quá đi, phải cần sắp xếp gọn gàng cất vô đồ vô nữa. Chúng bạn đợi mình xíu nha, sẽ cất đồ gọn gàng cái mình tở lại sau nhé. Tổng cộng thì mình lượm được 8 cái gương Shadow Chest các bạn, và kiếm được cái cung Heavy Bow ha, chung quá ok về luôn á. Ayo mình đã tở lại nè các bạn thấy không, trời tối luôn, cất đồ trời tối luôn, thấy cất đồ lâu không? Nhưng mà không đâu, mình còn làm một cái nữa, lát mình cho bạn coi, phải cất đồ mà tới trời tối vậy đâu, còn nữa. Nhưng mà đây mình đã lọc qua những cái món mà cần cho bạn giới thiệu nè, nói chung là đây, nó để nè, lượm được 2 cái chiếc sư Magnet nè. Nói chung là đây là món đồ tăng tí, mà nó nói là nó khi mà mang vô nó sẽ tăng cái tầm cái khoảng cách lượm đồ mình xa hơn ha. Cất cái chìa khóa vô cái đó, cất cái này vô luôn, chỗ này mình không có cần cất vô ha. Rồi giờ mình sẽ đứng đây mình review ha. Rồi còn gì đâu ta, đây tiếp theo đó là cái cây giáo này, đắc 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 len ha, nói chung là 30 mg các bạn. Chung này cái này phải lát của mình ha, nói chung là nó chọt cũng khá là nhanh, nó chọt cũng khá là xa, cây này nó khá là dài ha, chọt vậy đó bạn. Bạn chơi lâu bạn chung bạn rất là quen thuộc với cây này rồi, vậy cho nên dẹp vô đi. Tiếp tục là cái flower of fire nè, à. Nói chung là chọi mấy quả cầu lửa vậy nè các bạn, nó dội 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 vậy đó. Nói chung là mình thì không có mana nhiều cho nên mình xài xíu hết mana, cất vô đi. Đây là có cái flame flash nè, cây này nói chung là khoái nhất ở bên lát pháp sư này. Chung là cây này nó bạn coi nè, như mình thiếu mana gì á, không có đủ mana để mà chơi luôn, như vậy cái này tốn mana làm mấy mấy mana cái hả. Ôi để achievement mình mới luôn rồi, Star Power luôn, quá đạn đó. Mà hay nó phóng là một cái tia lửa ha, máu mana mình có 60 mana vậy đó, nó phóng, nói chung nó phóng là nhanh, tốc độ phóng là nhanh, mà như mình nhớ không nhầm là mấy cái tia lửa này nó còn đủ địch đấy các bạn, nó cược theo cái hồ á, rất là chuẩn xác luôn. Bấm lộn rồi, mình để mình lên stamina luôn, nhìn cho nó chẳng ha các bạn. Rồi stamina nè, đây các bạn coi nè, đó bạn thấy không, tốc độ nó rất là nhanh luôn á, mà nó đủ địch đấy, nói chung là quá tuyệt vời luôn. Phép xài cái này là quá là hết luôn ha, cất cho đi, này có phép nó không quan tâm. Chung là 30 mấy mà xích đa mạng rất là khỏe luôn á, mạnh quá trưởng. Đây là cây heo nguyên bô ha, các bạn cũng rất là quen thuộc rồi chứ gì, cái này nói chung là mình bắn nhiều rồi đó. Chung là nó bắn mũi tên này cũng rất là nhiều mũi tên, chung là cũng bắn nó cũng khá là loạn xạ các bạn, nhưng mà không xa nó cũng rất là mạnh ha, mà cái cung mình đang xài gấp 3 lần á, cung mình đang xài có mười mấy à, cái cung này 30 mấy lần, ba mấy renda luôn ha các bạn. Dù là bán ok về lượm thì coi cái cung này đánh boss là hợp lý luôn mọi người. Nói chung là mở 8 cái gương mà có một cái cung hay nguyên bô này thôi đó, để mình cho bạn coi mấy cái độ nó hất mà mình chơm được bao nhiêu nè. Nói chung là cũng nhiều lắm, chơm nó hất nhiều lắm nè, cho bạn coi khoan, lộn lộn gương trên đây nè đó, phải không, chơm đồ nó hất quá trời nữa nè, phải không đó. Mình chơm đem, nói chung là mình cất gọn gàng hết rồi, cái gương trong kia mình đem mình cất gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ hết bạn. Nói chung là mình con gương gọn gàng mà nó hút luôn nè, nói chung là mình làm được trên đây hút nè bạn, nó quá trời hút luôn phải không, hút life force nè, rồi hút infernal nữa, nói chung là nhiều hút lắm. Xuống dưới mình lượm được quá trời hút luôn này, cất mấy cái vũ khí mình review rồi vô nè, nó cất vô đi, chỉ vì phép mà mình đâu có xài phép đâu, cần cất vô ha các bạn. Rồi ủa xem có cái bồn tắm bằng thiên hắc chuyên hạt tại cho mình lấy lộ mà cất vô cái đã. Rồi cho mình chôm đồ hết quá chừng luôn, mấy mình nhiều gương không, mốt cất cũng đầy hết rồi thì mình lấy đồ nhiều lắm. Giờ mình vẫn đang xài cái đầu Obsidian Skull, cái món vuốt thì tạm thời bạn cứ đem đi ha, mốt cần thì mình mang vô ha các bạn, nó để đây đi. À như quên nữa, có lượm dưới lượm được mấy cái cục hiên hạch nữa, 80 cục meteorite 3 nè, mình cất vô luôn các bạn, không có cần này nữa. Trời mấy tầm 254 cục hailstone các bạn, đá địa ngục ha. Ủa bấm lộn rồi, rồi rồi ok, 157 cục hiên hạch kìa, nhiều không. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục review tiếp cho bạn coi, đó là cái con gấu này bạn biết rồi đó, để triệu hồi Wonder Fest á, đánh hai con đánh con demon được 2 con gấu luôn các bạn. Đây là cái demonic hellcat nè, nó nói là nó sẽ bảo vệ mình 7 giây khi mà mình ở dưới dung nham, nói chung là rất ok. Còn cái bi bi này của mình thì lấy tập tước ha, không có gì hết,
cho đẹp thôi. Đây mình sẽ xuống mình review cho bạn coi cái Demonic Hellcat này các bạn. Là chiếc xe mỏ từ địa ngục á, vãi đạn nghe chưa. Nói chung là ok các bạn. Cái xe này hợp lý á, bảo mình khi mình chạy xuống trong nhà nó bảo kê cho mình 7 giây là ok, 7 giây là hơi bị lâu á. Đây có đường ray dưới đây nè. Nè mình chạy. Ồ đó. Ồ mới bật lên xe có mắt luôn, xe nhìn ngầu chứ, xe đỏ chét luôn mà có hai sừng nữa, xe bị cắm sừng quái đạn thì chứ xe. Xe bỏ mới cắm sừng nữa bạn ơi. Nhưng mà bạn thấy không? Nè nó mình khi mà lên xe nó bạn thấy nó nạp lửa không? Đó là nó nạp 7 giây á, 7 giây lửa mình xuống vô nhà nó bảo vệ mình á. Xe gút đi từ từ ha, xuống vô nhà nó sẽ gút đi từ từ mà khi mình ngồi lên xe nó sẽ nạp lên từ từ ha. Nói chung là nó có cái thời gian để mà nạp ha bạn, nạp cái chống lửa. Cũng khá là giống cái đôi dài ha các bạn, đôi dài chống lửa. Đó, khi mình ngồi lên xe nó sẽ con mắt nó sẽ ra cái tia tím nhìn cũng rất là ngầu. Nói chung là xe này ok dê đó, ok duyệt rồi về thôi. Review xe mỏ ha các bạn. Còn chiếc xe mỏ Hellcat này cất nó ở đâu đi? Ủa B-Cat chứ lộn, là chiếc xe mỏ của ông các bạn, lấy tập trước ha. Nhưng mở gương đúng không, mở mấy cái IVD chest cất đây đỡ ha các bạn. Chung xe mỏ tâm mê phiên bản mới này nó có nhiều loại xe mỏ rất là xinh xẻo, rất là độc lạ và đẹp. Rồi tiếp theo mình sẽ qua đây review cho bạn coi cái nhà mới mình xây trong lúc nãy mình cất đồ bạn, trong lúc cất đồ mình xây luôn nó mới tới tối đó ha. Đây chung là cũng một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho mình để mà mình cất mấy cái đồ mình chế tạo bên đây ha. Đây là cái điển hình để lò Hellfork bên đây ha các bạn. Đó cái lò đó xin nung cho mình ha. Bạn thấy không, mình xây kiểu nhà nó đơn giản thôi chứ không gì hết cả. Chung là có cái hồ nước thì mình nảy sinh cái ý tưởng cái nhà này thôi, ý tưởng nhất thời bạn ơi. Nói chung là cái nhà khá là tống vì mình để mấy cái đồ cho mình mà không có bạn ghế gì cho nên mình xây đâu. Này nhà của mình rồi, mình nói rồi nhà của mình ha. Thì cái nhà nhỏ bên kia của mình nó nhỏ quá, nó chật quá, không đủ cho mình phải xây thêm bạn ơi. Đó một cái căn nhà tên mặt nước ha, rất là hợp lý luôn, có mặt với mình nước, có lá sen, có mấy cây hoa đồ, chung là rất đẹp ha. Về thôi. Nói chung là ok, tập này là rất là nhiều nội dung chúng ta đã hoàn thành rồi đó, kiếm được rất là nhiều thứ mà mình cần sở hữu, cần có hay cần tìm ha. Trước tiên thì nghĩ là được rồi, coi có cái cung Platinum Bomb này vô đi, xài cung này bạn, cái cung Platinum nó xài lâu lắm rồi đó, đầu game tới giờ rồi đó, giờ mới có cái cung khác để mà đổi nè các bạn, cái khổ ghê không. Rồi nói chung là ok, giờ đây cất tiền vô nữa, hồi 25 tiền phải không, mình giết quái rồi mình lượm gương đó, lượm gương nhiều tiền đó các bạn, quá trường tiền luôn. Nói chung là mình giàu to rồi đó. Rồi nói chung thì nãy giờ mình quay tập hôm nay mình quay cũng khá là dài, ba mấy phút rồi, 35 phút rồi bạn ơi. Thì nghĩ là mình sẽ tạm dừng tập hôm nay tại đây ha, hẹn lại mình tập tại đây tiếp theo nhé, bye bye mọi người nha. Nói chung là tập sau sẽ thú vị đấy bạn hấu nha. Nói chung là bạn hay mạnh như like, share, subscribe để mình có động lực làm tiếp những video hay nữa nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. 5, 6, 7, 8.